Lệch một tuổi nhưng Phương Mỹ Chi và Linh Ka có định hướng thời trang khác nhau. Người thì dễ thương ngọt ngào, người lại sang trọng quyến rũ. Linh Ka và Phương Mỹ Chi là hai cái tên đang thu hút sự chú ý của nhiều khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ. Tuy chỉ chênh nhau một tuổi nhưng cả hai lại đi theo phong cách hoàn toàn trái nhau. Gu thời trang của Linh Ka trưởng thành và táo bạo hơn, trong khi đó Mỹ Chi lại có phần nhẹ nhàng. Linh Ka. Cái tên Linh Ka bắt đầu được khán giả biết tới nhiều hơn nhờ trào lưu hát nhép theo nhạc từng một thời đình đám trên mạng xã hội. Linh Ka sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp và phong cách xanh điệu bắt trend. Cô nàng cực kỳ ưa chuộng những bộ đồ ôm sát nhằm khoe độ nụt nà của body. Nàng hot girl thường xuyên lựa chọn những áo crop top, quần short cặp cao, váy áo trễ vai hay những mẫu đồ hai dây. Bên cạnh đó, cô nàng cũng là người cực chuộng trend mặc trang phục giấu quần khoe đôi chân thon của mình. Chính cách phối trang phục này giúp nàng hot girl nhìn đầy đặn hơn và phô diễn trọn thân hình thon gọn. Về màu sắc, Linh Ka ưu tiên lựa chọn những sắc màu mang tới vẻ hiện đại, nhưng cũng không kém phần trẻ trung cho bản thân. Cụ thể, có thể thấy Hot Girl 2002 thường xuyên chọn diện trang phục có các gam màu cơ bản như trắng, đen, be hay gam màu gợi vẻ thanh lịch như hồng pastel, xanh da trời. Không chỉ đầu tư về trang phục, Linh Ka cực kỳ mạnh tay chi tiền cho các món đồ hiệu tới từ các ông lớn như Louis Vuitton, Balenciaga, Dior. Hiện tại, nàng hot girl vẫn tích cực bổ sung để lấp đầy chiếc tủ xa xỉ phẩm ở trong nhà của mình mỗi tháng. Tuy thế, nhiều khán giả lại cho rằng việc phối kèm những món đồ đắt đỏ này sẽ làm Linh Ka trông khá dừa so với độ tuổi hiện tại. Phương Mỹ Chi. Dù chỉ kém Linh Ka 1 tuổi, Phương Mỹ Chi lại đang theo đuổi một phong cách hoàn toàn khác đàn chị. Cô nàng luôn khiến cư dân mạng đổ ram ram bởi những set đồ trông vô cùng dễ thương, nhí nhảnh và được đánh giá là vô cùng phù hợp với lứa tuổi 18 của mình. Có thể thấy Phương Mỹ Chi luôn dành sự ưu ái nhất định cho các trang phục có thiết kế trẻ trung, thoải mái, kín đáo và thanh lịch thay vì những bộ đồ bó sát chiếc eo như Linh Ka vẫn thường chọn. Áo phông, áo blues, quần jeans, quần ống rộng hay các kiểu váy đầm, chân váy điệu đà là những sản phẩm thường xuyên được cô nàng lựa chọn và phối hợp để trở nên thuận mắt mọi người. Tất nhiên, giọng ca quê em mùa nước lũ không thể nào bỏ qua các tip để nâng tầm ngoại hình như sơ vin để hách dáng hay chọn đồ nhiều họa tiết để tăng thêm phần nổi bật. Ngoài ra, có một điểm nếu như để ý chắc chắn khán giả sẽ nhìn thấy ngay lập tức, đó chính là Phương Mỹ Chi thường xuyên chọn diện những trang phục có tông màu sặc sỡ. Không bó buộc vào gam màu thanh lịch như Linh Ka, Phương Mỹ Chi có khá nhiều sự lựa chọn về màu sắc. Cô nàng ưu tiên những tông màu nổi bật như đỏ, cam, vàng, tím, hồng. Bất kỳ ai cũng phải thừa nhận rằng rất khó để phối hợp các màu sắc sặc sỡ. Nhưng bằng sự khéo léo và gu thời trang của mình, giọng ca 18 tuổi đã xử lý việc này cực kỳ đơn giản. Phong cách hiện tại mà Phương Mỹ Chi đang theo đuổi rất phù hợp với tính cách hài hước và vóc dáng của cô nàng. Có thể thấy tuy chỉ chênh nhau 1 tuổi, nhưng Linh Ka và Phương Mỹ Chi theo đuổi hai phong cách trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi Linh Ka xây dựng hình ảnh bản thân sang trọng, hiện đại và gợi cảm, thì Phương Mỹ Chi lại hướng mình đi theo phong cách năng động và kín đáo hơn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.